Các bạn thân mến, các bạn đang học cái chương trình linh kiện trên các cái thiết bị điện tử cao cấp. Thế thì chúng ta đang học ở trên kênh YouTube là Dạy Nghề Bách Khoa, Học Nghề Trực Tuyến .vn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về diode. Một cái loại diode tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là diode Zener, hay còn gọi là diode ổn áp. Diode Zener, hay còn gọi là diode ổn áp. Thế thì chúng ta sẽ thấy ký hiệu của cái diode này ở trên mạch. Bên cạnh cái diode thông thường người ta ký hiệu là chữ D, thì cái con này nó có ký hiệu là ZD hoặc là DZ, tức là diode Zener hay là Zener diode nhá. Ký hiệu ở trên mạch là DZ. Hình dáng người ta vẽ ở trên mạch thì chúng ta thấy nó vẽ như cái diode bình thường, nhưng nó có hai cái vẩy như này nhá. Và đây vẫn là anode và đây vẫn là cathode. Nếu như chúng ta để cái kiểu phân cực thuận thì cái diode này nó hoạt động giống như cái diode thông thường, tức là nó vẫn cứ cho dòng điện đi qua và vẫn tạo ra cái sụt áp thuận là 0,6V, vẫn như diode thông thường. Tuy nhiên cái diode này người ta khai thác ở cái phân cực ngược, thì chúng ta biết rằng là khi mà một cái diode thông thường mà phân cực ngược thì cái dòng điện đi qua nó sẽ bằng 0. Đây, tôi lấy ví dụ như là cái diode, giả sử chúng ta có một cái nguồn điện 300V, đây là dương, đây là âm, là 300V. Thì chúng ta mắc một cái con điện trở R này và chúng ta lấy một con diode thông thường mà chúng ta đấu như thế này, thì cái dòng I đi qua đây là bằng 0 các bạn nhé. Đây này, dòng I là bằng 0. Nói cái khác là cái dòng điện đi qua diode này là bằng 0. Thế còn chúng ta mà quay theo cái chiều như này thì nó bắt đầu có dòng điện đi qua diode. Và cái dòng đi qua diode này nó sẽ chính là bằng điện áp này chia cho trừ cái điện áp 0,6V của cái diode này, và chính là ra điện áp sụt áp trên con trở này và chia cho cái giá trị của điện trở, thì nó ra cái dòng điện nó chạy qua cái mạch này các bạn nhé. Thì với một con diode thông thường thì như thế này. Thế nhưng mà với một con diode Zener thì lại khác. Giả sử đây là diode Zener mà chúng ta vẽ thêm hai cái vẩy như này, nó là diode DZ. Nếu như chúng ta mà phân cực thuận như thế này thì nó hoạt động giống như diode thông thường, không có điều gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân cực ngược cho nó thì nó sinh ra một cái đặc điểm như sau. Giả sử chúng ta quay ngược chiều dòng điện như thế này, thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái dòng điện chạy qua diode. Và cho dù dòng điện mạnh hay yếu, tất nhiên là cái dòng điện này là trong cái ngưỡng cho phép, thì cái điện áp hai đầu của nó vẫn không thay đổi các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ diode này là DZ là bằng 12V. Thì chúng ta cho cái dòng điện chạy qua diode ngược, người ta gọi là dòng điện ngược chạy qua diode thay đổi, nhưng cái điện áp ở hai đầu diode luôn luôn vẫn là 12V. Hay nói cái khác, lúc này nó sẽ tạo ra một cái sụt áp ở hai đầu luôn luôn bằng 12V các bạn nhé. Nó không thay đổi điện áp này nhá các bạn nhé. Thế thì giả sử chúng ta làm cái thí nghiệm như này, chúng ta cho điện áp 300V này, tức là nó cao hơn điện 12V là rất nhiều, và chúng ta chỉnh cái dòng điện bằng cách là gì? Chúng ta thay đổi cái trở kháng của cái con điện trở này. Thì cái dòng điện này chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Thì đây là điện trở R, thì chúng ta cái dòng điện đi qua diode này chúng ta sẽ lấy 300 của nguồn này trừ đi 12V, thì sẽ bằng cái điện áp sụt trên con trở này sẽ bằng 88V. Và chúng ta tính cái dòng điện I đi qua trở này cũng chính là đi qua diode này, thì nó sẽ bằng sụt áp trên trở chia cho điện trở, thì chúng ta hoàn toàn tính được. Và chúng ta chú ý là cái dòng điện đi qua diode này là thường người ta chỉnh cho cái dòng điện nó khoảng 10mA thôi nhá, nhỏ hơn hoặc bằng 10mA thôi nhá, trừ cái diode là công suất người ta mới cho lớn hơn các bạn nhé. Người ta thường để là nhỏ hơn hoặc bằng 10mA. Như vậy là người ta phải để cái giá trị điện trở nó rất là cao. Sau khi tôi có một cái dòng ngược đi qua diode rồi, và tôi có một cái sụt áp ở hai đầu diode Zener là không thay đổi 12V như này, bây giờ tôi chỉnh cái điện trở này. Giả sử đây là cái biến trở, chúng ta chỉnh cho cái điện trở nó thay đổi, thì cái này nó thay đổi. Tuy nhiên khi đó cái dòng điện đi qua cả cái mạch này nó thay đổi, cái dòng điện đi qua diode thay đổi, nhưng mà cái sụt áp ở hai đầu diode nó vẫn là 12V.
Và đấy chính là cái chức năng của Diogenes các bạn nha. Bây giờ có một bạn hỏi là em có một con Diogenes mà nó bị mất chỉ số rồi, em không biết là bao nhiêu volt, không biết là nó là bao nhiêu volt. Thì chúng ta mắc theo cái kiểu như này, chúng ta để cái điện trở này, tôi lấy ví dụ điện trở này để mà tạo ra một cái dòng nhỏ hơn 10mA, thì chúng ta có thể cứ cho là dòng 10mA đi. Và chúng ta thay ở đây này, Y bằng 288 chia cho R bằng bao nhiêu đó để nó bằng 10mA, tức là bằng 10 nhân với 10 mũ trừ 3 của ampere. Thì cái này chúng ta suy nó ra là R cần là bằng cái 288 này chia cho 10 nhân với 10 mũ trừ 3, chúng ta chuyển lên đây thì nó chính là nhân với 10 mũ 3 thì lại chia cho 10 thì nó còn 28,8K. 28,8 đây chia cho 10 thì là bằng 28,8 nhân 10 mũ 3 chính là K. Đấy, các bạn tính được ngay mà, đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì? Các bạn cho một con điện trở 28,8 tức là khoảng 30K vào đây thì các bạn sẽ tạo ra được cái dòng điện chạy qua diode này khoảng 10mA. Các bạn cho điện trở lớn hơn thì cái dòng điện đi qua nó sẽ nhỏ hơn. Ví dụ các bạn cho điện trở tăng lên thành 56K thì cái dòng đi qua nó sẽ còn 5mA. Nhiều bạn hỏi tôi là làm sao để biết được một con diode Zener nó bao nhiêu volt trong khi nó mất chỉ số rồi, thì các bạn mắc theo cái trường hợp như này. Các bạn mắc theo kiểu như này. Và các bạn đo điện áp vào đây thì các bạn sẽ biết được cái giá trị của nó. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn lấy một con trở hẳn 56K đi. Các bạn đấu ngược với diode Zener và các bạn đấu vào cái nguồn điện 300V này. Rồi các bạn lấy đồng hồ các bạn đo hai đầu thì nó ra bao nhiêu volt, thì đấy chính là giá trị của diode. Thì đấy là cách xác định cái giá trị của diode các bạn nhé. Thế cách kiểm tra diode Zener này thì hoàn toàn giống như diode thường. Các bạn cứ đo bình thường, đo một chiều lên kim, một chiều không là biết là nó bình thường. Đo hai chiều lên kim thì biết là diode nó bị chập. Đo hai chiều không lên kim thì biết là diode bị đứt. Các bạn nhé. Ứng dụng của diode Zener. Ứng dụng của DZ. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ tôi có một cái nguồn điện nó lên tới 300V mà tôi lại muốn dùng cái điện áp nó thấp hơn. Thì có cách đơn giản nhất, một là tôi hạn chế qua một con trở hạn dòng, sau đó tôi lấy ra một cái điện áp. Trước khi tôi lấy ra điện áp thì tôi dùng con diode này tôi ghim. Thì đây là chính là âm và đây là chính là dương. Và ở hai đầu diode này tôi thu được một cái điện áp. Ví dụ tôi có diode này là 10, tôi cho con trở này là 4733K đi. Tất nhiên là cái công suất thì chúng ta phải tính. Và cái con diode này là DZ, ZD 12V đi. Thì chúng ta sẽ thu được cái điện áp này là 12V. Tuy nhiên thiết kế như thế này thì chúng ta được 12V nhưng mà dòng nó rất là yếu. Các bạn, dòng yếu có nghĩa là như này. Chúng ta lại dùng nó để thắp một cái đèn LED chẳng hạn. Một cái thì nó sáng được, nhưng mà chúng ta là đấu thêm một cái nữa, một cái đèn nữa, thì cái điện áp chỗ này nó lại có thể bị sụt áp, nó lại sụt áp xuống, thì người ta gọi là dòng nó yếu nha các bạn nha. Thì đấy là cái cách để tạo ra một cái điện áp cố định. Tuy nhiên nếu như cái điện áp cố định này mà không được khuếch đại thì cái dòng đi qua nó sẽ bị yếu nha. Thế cho nên là trong các cái mạch nguồn ổn áp thì người ta dùng cái diode này người ta phải khuếch đại. Thì cái cách khuếch đại là như thế này. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi có một cái nguồn điện không phải là 12 mà tôi là không phải là mà 20V thôi. 20V DC, đây là cộng, đây là trừ. Và tôi lại muốn lấy ra một cái điện áp 5V nhưng mà cố định. Thì cái đầu tiên là tôi đi qua một con diode, một con trở hạn dòng. Và tôi ghim trên một con diode Zener là 5,6V. Hai đầu con này là 5,6V. Đây là con DZ 5,6V. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ được 5,6V đúng nhỉ? 5,6V. Tuy nhiên cái 5,6V mà chúng ta đem dùng thì nó lại có dòng nó yếu. Thì cho nên là tôi mới dùng con đèn như này, tôi khuếch đại. Thì con đèn này người ta gọi là đèn khuếch đại về dòng điện.
đây là E, đây là C và đây là B. Thế thì đây là 5,6 và cái mối BE của đèn chúng ta nhớ cho tôi đó là bằng, nó sụt áp là 0,6. Cái này trong cái bài đèn này chúng ta sẽ học sau. Và sau khi mà đi qua cái đèn này thì nó còn 5V, chuẩn 5V ở đây này. Và đến bây giờ chúng ta mang ra chúng ta thắp một cái bóng đèn. Thì cái bóng đèn này nó sẽ, mặc dù nó tiêu thụ một cái dòng rất là lớn, nhưng mà nó luôn luôn có 5V đi qua đèn. Và người ta gọi đây là cái mạch ổn áp cố định nha các bạn nha. Thì cái con này nó ghim ở đây là 5,6V, 5,6V. Và con này nó khuếch đại về dòng, mặc dù điện áp ở đây 5,6V nhưng mà cho dòng yếu. Và sau đó người ta cho qua một con đèn khuếch đại về dòng. Một con đèn khuếch đại về dòng là con đèn đưa cái điện áp vào chân B và thu được điện áp ở chân E, thì nó khuếch đại về dòng các bạn nhé. Sau khi mà người ta thu được ở chân E này thì người ta thu được cái điện áp thấp hơn chân B là 0,6 do cái đặc điểm của mối BE. Và đồng thời người ta thu được một cái dòng điện nó lớn gấp nhiều lần so với cái dòng ở chỗ này. Ví dụ cái dòng ở chỗ này chúng ta chỉ thắp nổi một con đèn LED thôi, chúng ta thắp cái bóng đèn thì nó sẽ không thể là sáng được và nó tụt áp xuống. Nhưng mà sau khi qua con đèn này thì chúng ta có thể thắp được một cái bóng đèn, nó lên dòng nó lên tới thậm chí là một tối đa là 1A tùy theo cái con này nhá. Nó đáp ứng cái dòng lên tới 1A. Thế còn nếu mà chúng ta lấy ở đây này thì chúng ta chỉ lấy ra được cái dòng có mấy mA thôi, thì người ta gọi là dòng yếu. Điện áp thì chuẩn rồi nhưng mà dòng yếu, thì còn đây là điện áp chuẩn nhưng mà lại dòng cao, thì người ta gọi cái mạch này là khuếch đại về dòng, còn đây là ổn áp. Cả hai cái mạch này thì nó đây chính là cái ruột của IC gì chúng ta biết không ạ? Đây là con IC 7805 các bạn nhé. Điểm này nó chính là chân Y và điểm này nó chính là chân GND. Và sau này chúng ta đây, cái con này nó chính là cái con IC ổn áp 7805 các bạn nhé. Đây nó chính là chân GND và đây nó chính là chân IN và đây chính là chân AO và đây chính là con IC LA7805 chẳng hạn. Con trở lại người ta cho nó khoảng 1 kilo ohm chẳng hạn nha. Thì đấy là diode zener. Thì các bạn nhìn trên cái bo mạch này chúng ta sẽ thấy cái diode zener này nó sẽ, nó có thể giống cái diode thường các bạn nhé, nhưng mà người ta ký hiệu thì chúng ta có thể nhìn ra. Đây tôi lấy ví dụ đây, các bạn thấy trên cái bo của cái tủ lạnh Samsung thì đây là cái con diode zener. À, trên mạch người ta ghi là ZD. Đây, con diode zener này như này. Nó chính là cái diode muỗi thôi nha, nó giống như diode tách sóng ấy. Đây, các bạn thấy đây. Con này nó giống như cái con diode thông thường. À, nó diode dán nhưng mà người ta lại ghi là ZD thì ta hiểu đây là diode zener các bạn nhá. Thế còn cũng giống con diode đó. Đây, người ta lại ghi là D0 thôi. Thì đây là diode bình thường. Diode bình thường, nó là diode xung bình thường. Đấy. Đây thì chúng ta nhìn ở trên các cái bo mạch này, chỗ nào mà có ghi là ZD các bạn nhé. Thì đấy là diode thông thường. À, diode zener. Đây tôi lấy ví dụ các bạn nhìn đây. Đây là D302 thì đây là diode gọi là diode tách sóng thông thường, cái loại diode thông thường. Thế còn đây là ghi là ZD 301 thì đây là diode zener các bạn nhé. Thì đây là trên cái bo của tủ điều hòa inverter Panasonic. Thì chúng ta cứ quan sát chỗ nào nó ghi là ZD thì chúng ta hiểu đấy là diode zener. Thế còn ghi là D thì là diode thông thường. Thì hai diode này nó rất giống nhau các bạn nhé. Đây tôi lấy ví dụ đây, các bạn nhìn đây. Các bạn thấy nó ký hiệu đằng sau này nhá. Đây, ZD và nó ký hiệu này, ZD thì đây chính là hai diode ổn áp các bạn nhé. Thế còn chỗ này là D thì chính là diode thường các bạn nhé. Vừa rồi các bạn đã được học về diode
ở trên các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chúng ta đang học về chương trình linh kiện trên các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình này được đào tạo miễn phí ở trên kênh YouTube. Thì các bạn, để các bạn xem được các cái video này thì các bạn nhớ là vào kênh học nghề trực tuyến.vn, dạy nghề bách khoa gạch ngang học nghề trực tuyến.vn, gạch ngang là giáo viên Xuân Vĩnh, và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để các bạn sẽ nhận được các cái video sớm nhất hàng ngày. Và các cái video này thì chúng tôi sẽ đăng trên kênh YouTube vào buổi tối thứ bảy, buổi tối 7 giờ hàng ngày. Thì các bạn sẽ đón xem ở trên kênh YouTube của chúng tôi. Và để học các cái chương trình nâng cao như là sửa chữa TV LCD, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, sửa chữa máy vi tính, thì các bạn sẽ học ở trên trang học nghề trực tuyến.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thân mến, các bạn đang học cái chương trình về linh kiện trong các cái thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình được phát miễn phí ở trên kênh YouTube của dạy nghề bách khoa gạch ngang học nghề trực tuyến.vn, và tôi là giáo viên Xuân Vĩnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để các bạn có thể nhận được video sớm nhất mỗi ngày. Và để học các cái chương trình nâng cao như sửa chữa TV LCD, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, sửa chữa máy vi tính, thì các bạn sẽ học ở trên trang học nghề trực tuyến.vn. Và đây là cái chương trình linh kiện, nó có trong tất cả các cái thiết bị điện tử trên, và chúng ta sẽ học một cách miễn phí trên cái kênh YouTube của chúng tôi. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta đang tìm hiểu về diode, và chúng ta sang một cái loại diode tiếp theo, đó là diode phát quang F, hay còn gọi là diode LED, đúng không? Có LED. Thì cái LED này người ta viết tắt của từ light, LED là viết tắt của từ light emitting diode, hay là diode phát quang các bạn nhé, diode phát quang. Thế thì trong cái diode phát quang này thì nó lại chia ra làm ba loại, là diode phát quang ra ánh sáng mà chúng ta không nhìn thấy, diode phát quang ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy, và diode phát quang diode ra phát ra tia laser. Thế thì chúng ta chia làm hai ba, cái diode thông thường mà chúng ta thường gọi là LED, để chúng ta mà mua về để chúng ta làm các cái đèn báo nguồn, đèn báo sự cố vân vân ở trên các thiết bị điện tử đấy, thì đó là diode phát ra ánh sáng nhìn thấy, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy. Thế thì trên cái các cái sơ đồ mà người ta vẽ diode này thì người ta vẽ một con diode thông thường mà người ta vẽ thêm cái mũi tên như này để chúng ta hiểu rằng đây là diode phát quang, phát ra ánh sáng các bạn nhé. Thế thì khi đo cái diode phát quang này thì chúng ta đo cũng giống như là cái diode thông thường, chúng ta để thang nhân 1 nhân 10 ôm. Chúng ta đo thì khi mà chúng ta đo một cái chiều thuận thì chúng ta thấy nó diode nó phát sáng, và chúng ta đo cái chiều ngược thì chúng ta thấy nó không lên kim. Thì cái này nó cũng giống như diode thông thường, cách đo nó giống như diode. Ngoài ra chúng ta còn nhìn thấy ánh sáng nó phát ra thì chúng ta thấy là nó trực quan, đúng nhỉ? Ánh sáng nhìn thấy. Hai là diode LED, gọi là LED hồng ngoại. Thế thì con này khi nó phát ra ánh sáng thì chúng ta không nhìn thấy, thì cái con diode này người ta thường lắp ở trong các cái đầu của cái điều khiển từ xa các bạn nhé. Khi các bạn bấm điều khiển từ xa này nó phát ra ánh sáng, và chúng ta không nhìn thấy cái ánh sáng đó, nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái camera của điện thoại chúng ta soi vào cái đầu điều khiển từ xa thì chúng ta thấy nó phát ra ánh sáng, thì cái ánh sáng này gọi là ánh sáng hồng ngoại các bạn nhé. Và cái thứ ba là diode laser các bạn nhé. Cái diode laser thì người ta gọi là diode laser chứ người ta không gọi là LED các bạn nhé. Thì cái diode laser này nó ứng dụng ở trong các cái thiết bị laser, thì cái này nó ứng dụng ở trong các cái thiết bị ví dụ như là cái mắt đọc của đầu đĩa, rồi một số cái thiết bị mà có dùng tia laser. Thì cái tia laser nó thực ra nó là một cái chùm sáng nó đi song song. Thì thông thường là khi mà chúng ta có một cái nguồn sáng ở đây thì cái nguồn sáng này nó sẽ phân tán theo bốn hướng, thì chúng ta, nhưng mà cái tia laser thì đó là một cái ánh sáng tập trung và nó có thể đi xa hàng km mà nó vẫn không bị tán xạ, tức là nó cái chùm sáng nó cứ đi song song, cho nên nó tập trung năng lượng rất là mạnh, và người ta thường dùng cái tia laser này để bắn phá các cái thể rắn. Tôi lấy ví dụ người ta có thể dùng cái tia laser có cường độ mạnh, người ta cắt một cái khối sắt, người ta chỉ lướt qua cái khối sắt một cái là cái khối sắt nó cắt đôi ra,
thì ứng dụng cái tia laser ở trong công nghiệp rất nhiều. Và ở trong cái thiết bị điện tử của chúng ta thì chúng ta thấy ở trong cái mắt đọc của đầu đĩa, rồi thì một số cái thiết bị như là máy in, đúng không? Máy in laser, đúng nhỉ? Chúng ta quay lại cái led phát sáng này. Thì cái led phát sáng này thì nó phát ra màu, đúng nhỉ? Các cái màu khác nhau, màu xanh, màu đỏ, vân vân, màu trắng. Thế thì chúng ta bây giờ một cái led mà ứng dụng rất nhiều trong cái TV LCD đó là cái led tạo ra ánh sáng backlight, đúng nhỉ? Thì chúng ta khi mà các bạn mà thay cái led ở trong cái TV ấy, trong cái đèn hình TV ấy, thì chúng ta thấy nó có một loạt các cái đèn led và người ta đây tôi lấy ví dụ như là cái thanh này, cái thanh này ở trên cái TV Sony thì chúng ta thấy là người ta dùng một loạt các cái đèn led này, người ta mắc nối tiếp rồi lại mắc song song. Thế thì khi mà chúng ta đo vào cái thanh này, chúng ta đo vào từng con đèn này, chúng ta thấy nó phát sáng các bạn nhé. Thế thì khi chúng ta mua led thì chúng ta quan tâm điều gì? Mua led ví dụ như ra cửa hàng chúng ta mua led thì người ta đầu tiên người ta hỏi là anh mua led cái loại mấy ly, đúng không? 5 ly hay là 2 ly hay là 1 ly, đúng không? 2 ly thì chính là cái đường kính của cái con led này là một. Thứ hai là loại mấy vôn, 3V hay là 5V, tức là điện áp để đưa vào con led này. Thế thì sau khi mà có led rồi, có điện áp rồi thì màu gì, nó phát ra cái màu gì. Và ngoài ra thì thường thường là chúng ta đưa điện áp chuẩn nó vào, thì chúng ta chú ý là khi mà chúng ta đưa điện áp vào là cái điện áp ở hai đầu con led nó rất ít thay đổi. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có một cái nguồn điện như thế này. Đây là 12V và chúng ta mắc qua một con trở và chúng ta đấu vào con led 3V. Nó phát ra ánh sáng như này. Và chúng ta đo hai đầu con led này, chúng ta thấy nó có 3V, đúng là 3V thật. Nhưng khi chúng ta thay đổi cái điện trở này, chúng ta thêm một con trở nữa vào song song thì như vậy có phải là dòng đi qua led nó tăng gần gấp đôi không ạ? Gần gấp đôi. Thì lúc này thì cái dòng đi qua led gần gấp đôi nhưng mà điện áp ở hai đầu led nó vẫn gần như là không thay đổi các bạn nhé. Thì đấy là đặc điểm của cái diode led này. Và dòng đi qua thì gần gấp đôi. Và sau này người ta chỉnh ánh sáng, người ta chỉnh chính là người ta chỉnh cái dòng điện chạy qua led này. Dòng đi qua led mà nhỏ thì ánh sáng nó phát ra yếu, và dòng đi qua led mạnh thì ánh sáng nó phát ra mạnh. Và tất nhiên nó có một cái dòng maximum. Tôi lấy ví dụ cái dòng maximum của con này là 15mA. Mà chúng ta chỉnh quá là nó cháy các bạn nhé. Thế còn chỉnh có khi là nó chỉ là 1mA nó đã hơi phát sáng rồi nhé. Cho đến tận 10mA nó đã sáng bừng ở đây rồi. Và chúng ta chỉnh vượt cái ngưỡng maximum của nó một cái là nó cháy, nó bị đứt các bạn nhé. Thế khi mà diode này mà đứt thì chúng ta đo nó sẽ không còn ánh sáng nữa, phát ra nữa nhé. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Thì cái led này chúng ta có thể, đây các bạn nhìn trên hình ảnh mà tôi đã tra cứu. Thì đây là cái led nhé. Bây giờ cái led này nó ứng dụng rất là nhiều. Chúng ta thấy nó ứng dụng ở trong TV để làm ánh sáng lên. Chúng ta thấy nó ứng dụng ở trong các cái đèn nháy, trên các cái đèn trang trí rất là nhiều, đúng nhỉ? Rồi đây là đèn trang trí, các cái dây đèn trang trí để người ta trang trí cửa hàng. Và led bây giờ nó phát ra đủ màu, đúng nhỉ? Đủ màu sắc. Đây, led người ta thậm chí là người ta thay cho cả cái bóng tuýp. Ngày xưa này bóng tuýp là đèn hình quang, và bây giờ người ta dùng một cái công nghệ led thì cái tiết điện nó sẽ tiết kiệm được khoảng 70%. Ví dụ ngày xưa mà dùng một cái đèn hình quang có công suất là 10W chẳng hạn, thì bây giờ cái led nó chỉ còn 3W và cho độ sáng tương đương. Thì đấy là cái ứng dụng của cái led ở trong cái đời sống cũng như trong cái kỹ thuật điện tử và đời sống rất là nhiều. Thì các bạn hiểu là như vậy. Và các bạn muốn học nghề ở trên trang học nghề trực tuyến.vn, thì trên trang học nghề trực tuyến.vn có đầy đủ các cái chương trình nâng cao như là sửa chữa TV LCD, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa bo mạch điều hòa tủ lạnh máy giặt, sửa chữa máy vi tính. Và khi các bạn xem video này ở trên kênh YouTube thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn các bạn.